người dân được quyền ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Theo quy định, người dân sẽ có 5 hình thức giám sát đối với lực lượng cảnh sát giao thông, bao gồm cả việc quay phim khi họ đang bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 1. Đây là một trong những thông tư được dư luận mong chờ nhất thời gian qua và cũng từng gây tranh luận rất nhiều trong quá trình soạn thảo. Theo quy định, người dân sẽ có 5 hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thứ nhất, giám sát thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ hai, thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật. Thứ ba, thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ. Thứ tư, thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Công an có quy định chi tiết về hình thức giám sát thứ năm, đó là thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Theo đó, người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Theo quy định tại thông tư, khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự. Khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết thông tư 67/2019 là một trong những quy định giúp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực của lực lượng công an nhân dân khi thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó có cảnh sát giao thông, nhân dân giám sát công an nhân dân phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật. Điều 10 thông tư 67/2019 viết: Điều 10. Những việc nhân dân giám sát công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 1. Việc thi hành các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 2. Việc chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. 3. Việc nhân dân giám sát công an nhân dân thực hiện các quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không được làm cản trở. Chiến sĩ. Theo báo Người đưa tin tổng hợp, cảm ơn các bạn đã xem, đừng quên bấm nút đăng ký miễn phí để được cập nhật những thông tin mới nhất.